Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái ứng dụng Ping Hay. Ứng dụng Ping Hay là ứng dụng đầu tư tiền tích lũy lâu dài và để dành tiền cho tương lai. Đây là cái trang đăng ký của Ping Hay. Nếu mà bạn chưa có tài khoản thì bạn có thể đăng ký Google, đăng ký Facebook. Còn mình thì mình đã có tài khoản rồi, mình sẽ vào đăng nhập. Rất đơn giản thôi, như này là xong. Đây là cái tài khoản của mình. Mình đã đầu tư 1,5 triệu và sau độ 2 tuần thì mình đã có tiền lãi là 30.000, 30.500 đồng. Mình sẽ cho các bạn biết là các cái mục tiêu tích lũy và cách. Đây là mình bây giờ mình muốn tích lũy thêm tiền thì mình sẽ phải vào nạp tiền, vào phần nạp tiền. Đây là phần nạp tiền, thế là mình nạp thêm 50.000 nữa, nó sẽ là như này. Và sau đó là ấn tiếp tục đến chuyển khoản thanh toán qua thẻ ATM, thanh toán bằng internet banking này, ví Momo này, ví điện tử Momo, thanh toán rất đơn giản các bạn nhé. Ví điện tử iPay này, ví điện tử Tmoney này, rất nhiều cách thanh toán để nạp tiền đó nhé. Đây là phần nạp tiền. Tiếp theo là đến cách hoạt động của cơ chế hoạt động của Phương Nhai như nào. Tiền của các bạn sẽ đi về đâu thì đây. Tiền của các bạn sẽ được đầu tư vào các quỹ mở. Các quỹ tài chính. Các quỹ tài chính đây. Các quỹ này và sau đó thì lãi suất sẽ trích từ các quỹ này quay trở về Phương Nhai. Các bạn sẽ nhận được lãi suất. Mình cho các bạn xem kỹ hơn chút nữa. Đây là các loại quỹ mà tiền của các bạn sẽ đi đến này. Các loại quỹ tài chính. Có ngân này, loại quỹ tài chính này. Tiền của các bạn sẽ được đầu tư. Phương Nhai chỉ là trung gian thôi. Các bạn đầu tư tiền, nạp tiền vào Phương Nhai. Do đó Phương Nhai sẽ đầu tư, dùng tiền các bạn đầu tư vào các quỹ mở này. Và các quỹ mở này sinh ra lợi nhuận thì các bạn sẽ nhận được lợi nhuận. Chứ Phương Nhai không phải là kênh đầu tư mà chỉ là trung gian thôi. Đây là kết quả hoạt động của tôi. Kết quả hoạt động lãi suất lợi nhuận của tôi nó vẫn đang phát triển đi lên các bạn nhé. Rất là vui. Ở trong này có rất nhiều hạng mục đầu tư nhé. Đầu tư bảo toàn, dù hoàn kiếm là đầu tư bảo toàn, cái này lãi suất thì thấp nhưng mà nó bảo toàn rất là cao. Cái thứ hai là đầu tư cỏ trắng, an toàn, cái này vẫn an toàn tiền gốc các bạn nhé. Các bạn không lo bị rủi ro tiền gốc, chỉ có tiền lãi rủi ro nhưng không đáng kể đâu. Mình thấy lãi suất cứ tăng ngủ ấy. Cái này lãi suất cao hơn này, không thấy bị thâm hụt đâu. Lãi suất cao và voi rừng lãi suất cao hơn nữa, sao la lãi suất cao hơn, và càng càng rủi ro cao thì lãi suất càng cao và cơ hội càng cao. Hãy bỏ qua, đừng có sợ rủi ro. Nếu mà bạn sợ rủi ro quá thì bạn có thể tham gia rùa hoàn kiếm. Nhưng rùa hoàn kiếm thì lãi suất nó chậm như con rùa nó bò vậy. À, lại cò trắng thì đúng là nhanh nhanh như cò rồi, lãi suất nhanh hơn nhiều. Voi rừng, sao la, trâu nước là một con vật chạy rất là nhanh. À, đầu tư vào trâu nước lãi suất tăng rất nhanh, mặc dù nó có rủi ro nhưng rủi ro nó không đáng kể đâu nhé các bạn nhé. Ok. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn xem về quỹ của các bạn sẽ đi về đâu. Đi về các quỹ tài chính. Tiếp theo mình sẽ mở phần nào. Đây là mục tiêu đấy, nếu mà các bạn muốn đầu đầu tư thêm thì sẽ ở phần mục tiêu này. Và đầu tư thêm các mục tiêu, có rất nhiều các mục tiêu. Cái đầu tư thêm các mục tiêu. Ok. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái túi ba gang. Túi ba gang, đầu tiên của túi ba gang là phần giới thiệu bạn bè. Đây là cái link nhé các bạn nhé.
Các bạn sẽ được một cái link để giới thiệu bạn bè. Khi bạn giới thiệu được một người bạn đăng ký vào PingA và đầu tư tiền vào, thì hai bạn sẽ đều nhận được 10.000 đồng, cả hai người luôn. Đây là phần giới thiệu của mình đây. Ok. Giới thiệu bạn bè rất quan trọng nhá. Cứ mỗi một người bạn mình giới thiệu được, mình được 10.000. Tiếp theo là nhận thưởng tới 100k mỗi ngày chia sẻ ngay. Tức là một ngày mình chia sẻ được khoảng 10 người thì mình được 100k nhá. Tiếp theo là mua sắm tại Tiki được hoàn tiền lên đến 3,5%. Mua sắm tại Lazada hoàn tiền lên đến 5,2%. Hoàn tiền khi đặt phòng qua Lustay hoàn tiền tới 4,2%. Ok. Có rất nhiều cách để được hoàn tiền. Đây mình đã nhận tiền hoàn đây. Đã nhận là 392.000 mình mua sản phẩm, nó ít tiền thôi, không được nhiều lắm. Tiếp theo là phần blog. Blog đây là tất cả những cái bài học của những cái chuyên gia về về kinh doanh, về đầu tư. Là nhà đầu tư giỏi phải biết chứng khoán, phái sinh. Chứng khoán phái sinh là gì? Cái chứng khoán này nó là rủi ro rất là cao, nhưng mình thấy nó có một cái hay là trong cái rủi ro cao của nó thì nó có khả năng là tăng số tiền lợi nhuận lên, có thể là gấp đến 200 lần, 200%, cao đến 200 hoặc 300%. Có thể rủi ro mất rất nhanh và lên cũng rất nhanh. Nếu như mà bạn tìm hiểu kỹ về nó, bạn biết được kiến thức về chứng khoán ấy, thì cái phần trăm rủi ro sẽ thấp đi và phần trăm thắng nó sẽ cao lên. Mà nếu mà bạn chịu khó học hỏi và tìm hiểu kỹ thì đây cũng là một cách có thể giúp bạn làm giàu rất là tốt, rất là nhanh. Mình cũng đang phân vân, cũng đang 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 muốn muốn tham gia chứng khoán, muốn học hỏi một chút về chứng khoán. Đây các blog, các bài bài viết blog của các chuyên gia về tài chính, các chuyên gia về kinh tế rất là hay. Các bạn có thể tham khảo những cái bài viết này để học hỏi thêm nhiều điều về về về, về cách kinh doanh và kiếm tiền và làm giàu nó như thế nào. Ok. Nhập môn này, nhập môn đây là nhập môn vào đại học. Đọc tất cả các bài blog này. Bí kíp này, có cả bí kíp này. Lối sống, tin tức vân vân, rất nhiều thứ. Giống như là một cái mạng xã hội thu nhỏ vậy. Rất hay. Rồi. Vừa rồi thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn là cách đăng ký tài khoản này, nạp tiền này. Rồi thì nạp tiền là mục tiêu, rồi thì túi ba gang, và giới thiệu người đọc blog các thứ vân vân, đúng không? Bây giờ thì tiếp theo là mình sẽ giới thiệu các bạn về phần làm thế nào để rút được tiền. Ok. Đây là phần rút tiền này. Rút tiền biểu đồ này. Đây có các mức tiền mà mình có rút là ví dụ 50, 100, 500. Biểu đồ của nó đây. Nó vẫn đang thăng tiến rất là tốt. Thế bây giờ mình rút 50 đi. Chọn đại mốc 50 đi. Không phải, đây nó vẫn là tích lũy. Đây rút tiền đây. Biểu phí thời gian nhận tiền. Câu hỏi thường gặp khi rút tiền. Hãy tìm hiểu các thông tin dưới đây trước khi bạn bắt đầu rút tiền. Ok. Ấn biểu phí ra nào. Phần trăm phần trước gì đấy. Rồi bắt ấn vào rút tiền đi. Tôi có việc gấp chẳng hạn. Hũ mặc định. Chọn là 50.000 nhé. Ok, 50.000. Tiếp tục. Chia tay nhau từ đây có nhé. Có nhé. Cò đã không ngừng khóc từ khi bạn định từ bỏ tiết kiệm. Đừng làm cò khóc nhé. Đấy. Khi mình rút tiền là nó sẽ có cái gợi ý rất là hay như vậy.
Rất buồn cười. Đây. Ok, mình không chia tay đâu. Đây là mình chỉ giới thiệu cho các bạn biết cách để mà rút tiền thôi. Đây là vào chỗ rút tiền đây. Chuyển khoản nhanh, thời gian tối đa 3 đến 7 ngày. Cái này là thời gian cũng khá là lâu các bạn nhé. Mà không sao cả. Thời gian tối đa 5 đến 10 ngày. Ok, 10 ngày cũng được. Ví dụ như là mình có lãi cao cao thì mình rút cái tiền lãi ra thì bao giờ nó về túi thì nó về có gì đâu, đúng không? Trước sau thì nó cũng về túi mà nó mới điêu mất đâu. Đấy là cách rút tiền. Ví dụ như mình ấn vào đây đi. Đây nó sẽ ra như này. Đây là mình đã có đăng ký tài khoản ngân hàng đây sẵn rồi. Nên nó sẽ ra luôn là Vietinbank, Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Ok. Tên tài khoản, số tài khoản có đầy đủ hết. Rồi. Như thế là nói sơ qua đấy cho các bạn để các bạn cũng có thể hiểu được cách nạp tiền, cách đầu tư quỹ đi và tiền qua đầu tư của các bạn đi vào những cái quỹ nào và cách rút như thế nào. Đấy là cái hướng mình hướng dẫn qua để cho các bạn biết cách để sử dụng cái ứng dụng rất là hữu ích này. Tuyệt vời, một ứng dụng rất là tuyệt vời theo như mình đánh giá. Ok, bye các bạn nhé.